áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô chào các con. Hôm nay chúng mình lại đến với giờ học tiếng Việt rồi. Trước khi vào bài học mới, cô cùng các con hãy chơi trò chơi đưa cừu qua sông nhé. Mỗi lần các con muốn đưa được một chú cừu qua sông khỏi sói hung ác thì các con sẽ phải làm nhiệm vụ đó là đọc từ ngữ hoặc câu chúng mình có. Chúng ta cùng chơi nào. Sói đã xuất hiện. Các con hãy giải cứu cừu nào. Tấm thiệp. Các con hãy đọc lại từ ngữ tấm thiệp. Như vậy chúng mình đã đưa được một chú cừu qua sông rồi. Tiệc mừng. Chúng mình đã cứu được hai chú cừu rồi. Tiến bộ. Chúng mình đã đưa được ba chú cừu qua sông rồi. Các con đọc lại nào. Tiến bộ. Thân thiện. Chúng mình đưa được chú cừu thứ tư rồi. Mình đọc lại nào. Thân thiện. Các con hãy đọc câu. Sau cơn bão kiến đen lại tha mồi về tổ. Như vậy chúng mình đã đưa được 5 chú cừu qua sông rồi. Các con đã là những chiến binh đã giúp các chú cừu qua sông được an toàn. Tất cả chúng mình đã chiến thắng. Chúc mừng các con. Và bây giờ chúng mình hãy đến với bài học hôm nay. Phần đầu tiên, chúng mình đến với phần 1 nhận biết. Con nhìn thấy gì trong tranh? Trong tranh, đôi chim đang ríu rít nói chuyện với nhau phải không nào? Và đây là chim gì? Chúng đang làm gì? Các con hãy đến với câu hôm nay. Yến Phụng có bộ lông tím biêng biếc, trông rất diêm dúa. Con hãy đọc lại câu nào. Yến Phụng có bộ lông tím biêng biếc, trông rất diêm dúa. Trong câu hôm nay, các con thấy có các tiếng chứa vần được tô màu đỏ. Đây chính là nội dung của bài học. Bài 63, yên, im, yên. Chúng mình đến với phần 2, đọc. Các con hãy đọc phần yên, im, yên. Còn hãy đọc lại phần nhé. Yên, yêm, yên. Con hãy nêu cấu tạo vần yên. Cấu tạo vần yêm và cấu tạo vần yên. Vần yên được tạo bởi hai âm, âm IE và âm NG. Vần yêm được tạo bởi hai âm, âm IE và âm M. Vần yên được tạo bởi hai âm, âm IE và âm N. Các con hãy nêu xem cả ba vần có điểm nào giống nhau, điểm nào khác nhau. Cả ba vần
có điểm giống nhau. Hai phần đầu chúng ta thấy có âm đôi IE đứng trước, nhưng phần yên cũng là IE, nhưng các con chú ý đây là y dài. Còn khác nhau, phần yên có âm ngờ đứng sau, phần yên có âm mờ đứng sau, phần yên có âm nờ đứng sau. Các con lưu ý để phân biệt âm y e là giữa y ngắn và y dài nhé. Chúng mình hãy cài vào bảng cai của mình phần yên. Phần yên và phần yên nào? Vậy cách đánh vần như thế nào? Chúng mình hãy đánh vần từng vần một nhé. Y e ngờ yên. Y e ngờ yên. Y e mờ yên. Y e mờ yên. Y e nờ yên. Y e nờ yên. Còn hãy đánh vần lại nào. Chúng mình cùng đọc vần. Yên. 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 Chúng ta có mô hình tiếng biêng. Còn hãy đọc lại tiếng cùng cô. Biêng. Con hãy nêu cấu tạo tiếng biêng. Tiếng biêng có âm bờ đứng trước, vần yên đứng sau. Chúng mình đánh vần bờ yên biêng. Còn hãy đánh vần lại. Bờ yên biêng. Chúng mình đọc tiếng biêng. Vận dụng cách đánh vần, các con hãy đọc nhóm tiếng thứ nhất. Kiễng, liễng, riềng. Con hãy nêu cấu tạo tiếng kiễng, tiếng liễng, tiếng riềng. Tiếng kiễng có âm ca đứng trước, vần yên đứng sau, thêm dấu ngã. Chúng mình đánh vần ca yên kiêng ngã kiễng. Các con đánh vần lại nào. Ca yên kiêng ngã kiễng. Tương tự, các con hãy nêu cấu tạo tiếng liễng, cấu tạo tiếng riềng nhé. Chúng mình cùng đọc lại. Kiễng, liệng, riềng. Vậy trong nhóm tiếng này, còn nhận thấy điểm nào giống nhau? Trong nhóm tiếng này, chúng mình thấy tất cả các tiếng đều có vần yên. Còn hãy đọc lại tiếng nào. Kiễng, liệng, riềng. Chúng mình đến với nhóm tiếng thứ hai. Các con hãy đọc nào. Diềm, kiểm, xiên. Chúng mình đọc lại. Diềm, kiểm, xiêm. Còn hãy nêu cấu tạo tiếng xiêm. Tiếng xiêm có âm sờ đứng trước, vần yêm đứng sau. Chúng mình đánh vần sờ yêm xiêm. Ở nhóm tiếng này, con nhận ra điểm nào giống nhau? Ở nhóm tiếng thứ hai, chúng mình thấy các tiếng đều có vần yêm. Còn hãy đọc lại tiếng nào. Diềm, kiểm, xiêm. Chúng mình có nhóm tiếng tiếp theo. Các con hãy đọc cùng cô. Yên,
Yến. Các con nhận thấy điều gì ở nhóm tiếng thứ ba này? Các con ạ, ở nhóm tiếng thứ ba, chúng mình thấy phần yên cũng là tiếng yên. Tiếng yến. Các con chú ý phân biệt giữa phần yên và phần yên chúng mình đã học rồi. Phần yên ở đây chúng ta thấy có âm y dài đứng trước. Vậy khi vần yên được viết bằng y dài thì là những vần tạo thành tiếng mà không có âm đầu đứng trước. Các con nhớ để so sánh cách phân biệt trong khi viết nhé. Chúng mình đọc lại các tiếng nào. Kiễng, liệng, riềng, diềm, kiểm, xiêm, yên, yến. Cô mời các con quan sát và nêu xem còn nhận thấy gì trong tranh này. Đây chính là sầu riêng. Các con đã được thưởng thức sầu riêng chưa? Vị của nó thế nào? Hãy chia sẻ những điều mình biết về quả sầu riêng nhé. Các con đọc lại từ ngữ sầu riêng. Tiếp theo, con có biết con này không? Đây chính là cá kiếm. Con hãy đọc lại nào. Cá kiếm. Và đây là gì? Đây chính là tổ yến. Còn hãy đọc lại từ ngữ tổ yến. Chúng mình cùng đọc lại từ một lần nữa nào. Sầu riêng, cá kiếm, tổ yến. Vậy, trong các từ ngữ chúng mình vừa đọc, còn hãy tìm xem tiếng nào là tiếng mới nhé. Các con hãy đọc lại vần, tiếng và từ ngữ. Chúng mình đến với phần 3, viết. Hôm nay các con sẽ viết phần yêng, yêm, yên, sầu riêng, cá kiếm, yến. Cô mời các con hãy viết lần lượt từng vần, từ và tiếng vào bảng của mình nhé. Các con viết từng vần một nào. Yêng, yêm, yên. Sầu riêng. Cá kiếm. Yến. Các con đã viết thật đẹp rồi phải không nào? Bây giờ cô mời các con hãy thư giãn một chút nào. Chúng mình đã có phút thư giãn thật thoải mái rồi. Hãy sẵn sàng đến với phần học tiếp theo. Viết. Cô mời các con hãy mở vở tập viết của mình ra. Chúng mình viết bài 63 ở trang 40 và trang 41. Ở trang 40, các con viết từ sầu riêng
một lần viết. Cá kiếm, một lần viết. Và con có thể viết dòng thứ hai. Tiếng yến, các con viết 3 lần. Từ cổ riêng, các con viết 1 lần. Cái liềm, chúng mình viết 1 lần. Hãy ngồi thật đẹp và nắn nót viết bài các con nhé. Chúng mình đến với phần 4 đọc. Nay cô cùng các con hãy đọc đoạn văn sau. Hãy đọc cùng cô nào. Hà theo bố đến sân chim. Sân chim có cò, xiệc, sáo, bồ nông. Hà chăm chú nhìn những đàn cò trắng, xiệc xám bay liệng, đậu kín trên những ngọn cây. Sau một ngày đi kiếm ăn, từng đàn chim ríu rít về tổ, trông thật yên bình. Con hãy nhẩm xem trong đoạn văn này có mấy câu. Chúng mình cùng kiểm tra lại cùng cô nhé. Hết câu 1. Hết câu 2. Hết câu 3. Hết câu 4. Như vậy, đoạn văn hôm nay chúng ta có 4 câu. Các con chú ý ở câu 2. Chúng mình còn thấy dấu này, ta còn gọi đây là dấu 3 chấm. Có nghĩa là trong sân chim còn nhiều loài chim khác nữa. Các con hãy đọc lại đoạn văn nào. Chúng mình hãy tìm xem trong đoạn văn có những tiếng nào là tiếng mới. Chắc các con đã có kết quả rồi. Hãy kiểm tra cùng cô nhé. Chúng mình có tiếng liệng. Con hãy đọc lại nào. Liệng. Con hãy nêu cấu tạo tiếng liệng. Tiếng liệng có âm L đứng trước, phần yên đứng sau, thêm dấu nặng. Chúng mình đánh vần L yên liêng nặng liệng. Kiếm. Các con đọc lại tiếng nào. Kiếm. Yên. Yên. Chúng mình cùng đọc lại đoạn văn nhé. Hà theo bố đến sân chim. Sân chim có cò, xiệc, sáo, bồ nông. Hà chăm chú nhìn những đàn cò trắng, xiệc, bay, xám bay liệng, đậu kín trên những ngọn cây. Sau một ngày đi kiếm ăn, từng đàn chim ríu rít về tổ, trông thật yên bình. Các con hãy đọc lại nhiều lần đoạn văn này. Chúng mình hãy quan sát tranh và trả lời cho cô xem bố và Hà đi đâu? Sân chim có gì? Sau một ngày kiếm ăn, đàn chim làm gì? Chúng mình thấy bố và Hà đã đến sân chim. Sân chim có rất nhiều loài, đó là cò, xiệc, sáo, bồ nông và còn nhiều loài vật khác nữa. Sau một ngày kiếm ăn, đàn chim đã bay về tổ. Và chúng ríu rít bên nhau. Trông cảnh ở đây thật yên bình phải không các con?
Chúng mình hãy đọc lại đoạn văn nào. Hà theo bố đến sân chim. Sân chim có cò, diệc, sáo, bổ nông. Hà chăm chú nhìn những đàn cò trắng, diệc xám bay liệng, đậu kín trên những ngọn cây. Sau một ngày kiếm ăn, từng đàn chim ríu rít bay về tổ, trông thật yên bình. Chúng mình đến với phần 5 nói. Hôm nay các con hãy nói về loài chim. Vậy con nhìn thấy gì trong tranh? Con có biết tên loài chim nào trong tranh này không? Trong tranh, đây là chim họa mi, đây là chim én và đây là chim vẹt đấy các con ạ. Những con chim trong tranh đang làm gì? Chúng mình thấy chim én đang bay liệng. Chim họa mi đang hót rất hay đấy. Và chim vẹt thì còn biết nói tiếng người. Chúng năng động trên cành. Các loài chim này còn có biết đặc điểm của chúng không? Các con ạ, khi nói đến én, chúng ta nghĩ đến mùa xuân. Chim én thường báo hiệu mùa xuân về. Vẹt thì bắt chước nói tiếng người. Họa mi có giọng hót rất hay. Vậy con còn biết về loài chim nào nữa không? Hãy chia sẻ những điều mình biết về chim cho bố mẹ, ông bà cùng biết nhé. Cô mời các con hãy đến với một số hình ảnh về thế giới loài chim. Chúng mình thấy đây là những chú chim hồng hạc. Đây là chú trào mào hồng y giáo chủ. Đây là chú chim ruồi Anna, chim chỉ vàng, chim uyên ương, chim kim tước. Chúng là những loài chim rất đẹp phải không các con? Và đây là chú công, có bộ lông sặc sỡ sắc màu. Vậy những chú chim ấy còn đã được xem, chúng mình có thích không? Hãy kể về những điều mình biết về loài chim nhé. Giờ học hôm nay đến đây là hết rồi. Cô cảm ơn các con đã chú ý học bài. Hẹn gặp lại các con vào giờ học sau. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.